Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon Totoka. Và hôm nay em Chí lại tiếp tục cập nhật cho anh chị thêm một em Hyundai Santa Fe máy dầu. Nhưng mà em này nó sẽ hơi đặc biệt một chút anh chị nhé. Là chiếc xe này đã được trang bị hay SCTC rồi. Em này thì là về cấu hình sẽ là sản xuất 2021, model mới 2022 và được trang bị SCTC. Với cái giá trị anh chị mình bỏ ra của một chiếc xe thì chúng ta vẫn chỉ là mua giá của một chiếc xe đời 2021 thôi nhé. Nhưng mà về cái radar SCTC này thì anh chị đã được thừa hưởng như những chiếc xe sản xuất 2022 và 2023 rồi. Đây cũng là một cái món hời rất là lớn anh chị nhé. Và sau đây mời anh chị mình đi quan sát chi tiết hơn với em nó. Với cái giao diện mới này của chiếc xe thì quá đẹp anh chị ạ. Nhiều những cái chi tiết ốp chrome từ phần ca lăng này cho tới cái phần góc cản ở phía dưới này đấy. Được trang bị rất là nhiều những cái phần ốp chrome anh chị nhé. Ngoài ra thì em này đã được lên thêm cho anh chị một cái cặp đèn bi gầm này đấy. Đèn bi gầm ở phía dưới siêu sáng. Hệ thống đèn thì vẫn sử dụng nhưng vẫn bóng đèn zin anh chị nhé. Đấy. Đèn pha full led này kết hợp ở trên cái gói an toàn của nó thì sẽ được trang bị thêm hệ thống đèn pha thích ứng cũng như là cân bằng góc chiếu nhé. Chỉ được trang bị ở trên phiên bản cao cấp thôi đấy. Hay là trang bị cho anh chị cam 360 này, cảm biến thì xung quanh xe đấy. Đó chính là những cái trang bị ở phía đầu chiếc xe đấy. Rất đẹp anh chị nhé, mẫu mới đấy. Đây là phần vành của chiếc xe đấy. Vành thì cũng được trang bị vành thế hệ mới chị nhé đấy. Vừa phay vừa sơn xám. Về cỡ vành thì đều sử dụng cỡ vành như đời form cũ thôi anh chị ạ. Đấy, đều là sử dụng cái cỡ vành của nó sẽ là vành R19 nhá. Đấy. Phía ngoài này thì chưa được thêm bậc bước này. Đấy, anh chị nào có nhu cầu bậc bước thì mất thêm cho em chi phí đâu đó khoảng tầm vài triệu thôi là có cái bậc bước rồi. Đấy. Khóa mở cửa một chạm này. Đấy. Đây là phía trong nội thất anh chị nhá. Đấy. Nội thất thì sẽ được trang bị cho anh chị là ghế điện hai bên này. Ghế da màu nâu cực kỳ là sang trọng anh chị nhé. Nâu đen kết hợp với nhau. Thêm vào đó là sẽ được trang bị thêm khâu thêm cái hình quả chám này nhìn rất là sang. Nói chung là trong cái không gian nội thất ý, của Santa Fe này, Sorento này thì Santa Fe nó vẫn mang một cái tính gì đó nó rất là sang trọng riêng. Đấy. Rất đẹp anh chị nhé. Cùng với đó là những cái chi tiết như là ốp carbon này. Đấy. Hay là ốp da này. Về hệ thống giải trí thì phiên bản cao cấp được trang bị cho anh chị như là dàn loa Harman Kardon này. Đấy, giải trí cực kỳ là ok, cực kỳ là hay. Phía trong này thì đã được bọc sàn này đấy. Hay là có cái thảm cao su này, dán phim này, cam hành trình anh chị nhá. Đấy. Gần như là những cái trang bị đó thì anh chị mình không phải lắp thêm cho em đâu. Đấy, đầy đủ hết rồi. Nói chung là về chiếc xe này thì chất lượng chiếc xe như là động cơ này, hộp số này, keo chỉ này, nguyên bản hết. Đấy. Bao check test mọi nơi cho anh chị. Và hiện nay thì cái xu thế của chúng ta đang sử dụng những dòng xe crossover 7 chỗ rất là nhiều chị nhá. Đấy, rộng rãi này mà đi lại cũng rất là linh hoạt này, linh động này. Đấy. Ghế sau thì còn rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, ghế sau thì chúng ta sẽ có một cái độ ngả lưng cực kỳ là rộng. Đấy. Còn những chi tiết ni lông cũng chưa bóc này. Đấy. Phía sau thì được trang bị thêm cửa gió điều hòa này cũng như là cổng sạc anh chị nhá. Về cửa nóc thì sẽ được trang bị trên phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp này. Đấy. Rèm che nắng phía sau này đấy. Cũng đầy đủ các tiện nghi đấy. Quan trọng nhất của cái chiếc xe máy dầu này đó chính là cái động cơ hộp số cực kỳ là sướng, cực kỳ tiết kiệm anh chị ạ. Đây là phía sau này đấy. Vòng ba rất đẹp, rất ấn tượng anh chị nhá. Ốp chrome sáng bóng này đấy. Cốp điện đầy đủ đấy. Ngoài ra thì nó có thêm một cái chức năng, đó chính là khi chúng ta để chìa khóa gần tới nơi thì cốp sẽ tự động mở nhá. Đấy. Đây là phía chi tiết phần đuôi sau này. Nguyên bản hết anh chị nhá. Cực kỳ đẹp. Và đây vẫn là một cái mẫu xe chân lái. Đấy. Một trong cái, những cái lựa chọn crossover 7 chỗ tầm tiền ngoài 1 tỷ. Đấy. Rất đẹp anh chị nhá. Đấy. Nguyên bản hết. Được cái là với cái phân khúc crossover 7 chỗ thì là phía sau thì anh chị mình sẽ có một cái thể tích cốp rất là rộng. Đấy. Cũng như là chúng ta có thể cơ động sử dụng được cái hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ ba này. Đấy. Phía sau cũng được trang bị cổng sạc này, cửa gió này. Đấy. Rất đầy đủ tiện nghi. Ghi đẹp. Về ghế thẩm mỹ của Santa Fe thì đời nào nó cũng đẹp riêng. Không bao giờ gọi là lỗi mốt cả. Đấy. Rất đẹp anh chị nhá. Cực kỳ là đẹp. Tầm giá bây giờ thì nó quá là tốt rồi anh chị ạ. Đấy. Giá bây giờ em 21 này máy dầu bản full lại còn trang bị SCTC này thì bây giờ loanh quanh ngoài được mốt quá hợp lý. Đấy.
Nhớ ghế hai vị trí này, đấy, gương kính tự động một chạm này, lại bốn cánh này. Ghế của chiếc xe đây anh chị nhá, ghế lái đây, rất đẹp. Nó cực kỳ đẹp. Ghế lái thì được trang bị thêm cho anh chị là cái đỡ gối này, cả cái bơm lưng. Đấy. Và đây sẽ mời anh chị mình quan sát về cái phần khác biệt về hệ thống an toàn chủ động anh chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ có cho em như là hệ thống cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ lái tự động này. Và cái radar của nó là gì? Nó chính là hệ thống phanh khoảng cách anh chị nhá. Tự động tăng ga này, giảm ga này theo cái khoảng cách xe phía trước chúng ta setup. Đấy. Ngoài ra bản full được trang bị cho anh chị cái hắt kính này. Đấy. Đèn auto lẫy số vô lăng này, đấy, gạt mưa auto. Đề nổ từ xa này hay là sạc không dây đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy. Yên ngựa này của nó thực sự là nó nổi bật anh chị ạ. Đấy. Yên ngựa liền khối này, dạng carbon cực kỳ đẹp. Thì chúng ta sẽ được trang bị cho em phiên bản dầu thì sẽ được trang bị thêm cho anh chị so với phiên bản xăng nhé. Là chúng ta sẽ có thêm 3 chế độ đi địa hình. Đấy, cam 360 này, đấy. Hay là sấy làm mát ghế này, sấy vô lăng, đấy, hỗ trợ đổ đèo. Đấy. Điều hòa sẽ là độc lập hai vùng phía trước này, đấy. Cần số điện tử dạng nút ấn. Đấy. Màn hình thì được tích hợp đầy đủ rồi anh chị nhé. Đấy, có thể sử dụng thêm YouTube thì chúng ta có thể nâng cấp cho em thêm cái cục Android Box. Đấy, rất là tiện nghi. Ngoài ra những cái tính năng an toàn chủ động của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có như là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi tiến hoặc khi lùi này, cảnh báo va chạm phía trước này, kết hợp vào đó là hệ thống phanh khẩn cấp anh chị nhá. Ở đây sẽ là cái động cơ của nó. Động cơ này thì là nó sẽ sử dụng máy mới chị nhá. Đấy, máy Smart Trim. Máy Smart Trim này thì là nó sẽ cải thiện về khối lượng động cơ này, giúp cái trọng lượng của động cơ nó sẽ giảm đi, nhưng mà thay vào đó cái hiệu suất hiệu năng của động cơ nó sẽ tinh chỉnh lại, đem tới những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đấy. Đây như là ốc chân máy đây anh chị nhá. Đấy. Nguyên bản hết. Máy dầu của nó thì chạy cực kỳ là phê anh chị ạ. Nhất là cái máy dầu cái đời máy Smart Trim này ấy, thì là cái máy dầu nó không còn cái độ ồn nhiều như thế hệ 19 20 đâu. Đấy. Nhất là cái máy dầu Smart Trim này khi chúng ta đi nóng máy rồi thì nó cực kỳ là phê, cực kỳ là bốc anh chị ạ. Đấy. Đấy, đường nước, đường niếc nguyên bản hết anh chị nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị, trước mắt quý anh chị là một em Hyundai Santa Fe máy dầu bản full, đã được trang bị SCC. Đấy, bên em đang để mức giá loanh quanh ngoài đồng mốt một chút, hỗ trợ bành tối đa cho anh chị. Đấy, giao xe toàn quốc, bao check test mọi nơi, bao rút hồ sơ, cũng như là có dịch vụ hỗ trợ sang tên toàn quốc cho anh chị. Anh chị mình có nhu cầu quan tâm có thể liên hệ trực tiếp số live trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và ủng hộ.